Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Sao Giang đã trở lại rồi đây, và thực ra thì tôi cũng chả hào hứng đến thế, nhưng mà Marvel đã bắn phát súng đầu tiên của mình cho Phase 5 và DC không thể kém được nên là họ cũng bắn. Nhưng mà là phát súng cuối cùng trước khi Flashpoint ra mắt vào cuối tháng 6 sắp tới đây, để reset tất cả vũ trụ điện ảnh DC. Đây có thể gọi là điệu nhảy cuối cùng của DC. Vậy nếu đằng nào vũ trụ DC cũng sắp bị reset thì Shazam có thể được đầu tư đến đâu? Nó sẽ là một bộ phim thỏa mãn được khán giả hay chỉ là một bộ phim vớt vát của đấm ăn xôi? Tất cả sẽ có trong phần review Shazam Fury of the Gods sau đây. Sau phần 1 không nhận được quá nhiều sự kỳ vọng từ cả nhà sản xuất lẫn khán giả, khi phim chỉ được chi có 100 triệu đô, một số tiền quá là ít cho một bộ phim siêu anh hùng. Và dù là nó cũng thành công đấy, nhưng mà vẫn chưa xuất sắc về bất cứ khía cạnh nào, kể cả về mặt câu chuyện, xây dựng nhân vật, kỹ xảo hay là các cảnh đánh đấm. Không phải là đang chê nhé, nó vẫn đang ổn, chỉ là nó không có quá nhiều giá trị xem lại. Và với tôi thì bộ nhận diện của Shazam bao gồm kinh phí thấp, diễn xuất hơi cringe, nhiều yếu tố gia đình và Zachary Levi, nên tự nhiên thì kỳ vọng của tôi không cao quá. Chưa kể là ngoài DC Con ra rất là ít khán giả biết về Shazam là ai. Họ tưởng anh là áp tìm nhạc, hoặc có thể là lúc đó họ còn đang bận đi xem Avengers Endgame. Tuy nhiên thì Shazam vẫn được coi là thành công, mang được tiền về cho mẹ, nên dĩ nhiên họ sản xuất phần 2 cho nhân vật này. Với kinh phí lớn hơn, đầu tư hơn và tất nhiên là tham vọng cũng cao hơn. Họ có siêu anh hùng, họ có yếu tố gia đình, họ có cả vũ trụ cameo, họ có cả nguyên liệu thần thoại, họ có trẻ mồ côi ngỗ nghịch, trẻ mồ côi bị tật nguyền, trẻ mồ côi học giỏi, trẻ mồ côi béo phì, trẻ mồ côi nghiện game, trẻ mồ côi da màu. Cơ bản là rất nhiều yếu tố để làm ra một bộ phim siêu anh hùng, nhưng vẫn có ý nghĩa. Và họ làm được không? Đáng tranh cãi. Trước tiên thì về nội dung, phần này xoay quanh câu chuyện của Billy và các anh chị em của mình. Sau khi có được sức mạnh, đã trở thành những người hùng trong thành phố, hoặc chí ít là họ nghĩ như vậy. Và rồi những đứa con của Atlas xuất hiện, tuyên bố lũ nhóc không hề xứng đáng với sức mạnh này. Bộ phim sẽ là quá trình chiến đấu của lũ nhóc với những vị thần thực sự để chứng minh rằng mình xứng đáng. Và thay vì vừa chiến đấu vừa tìm cách hòa hợp như phần 1, lần này họ chiến đấu cùng nhau và đối thủ của họ cũng là một gia đình khác. Nghe kiểu cuộc chiến gia tộc phết. Trong phần này, nhiều khúc mắc và tò mò cũng được giải quyết. Ở phần 1, khán giả bị mơ hồ về sức mạnh của các nhân vật, vừa phải xem vừa phải khám phá. Thì sang phần 2 này, sức mạnh của Shazam được giải thích rõ ràng một cách khéo léo, giới thiệu nhiều hơn về nguồn gốc của các chiến thần được lựa chọn. Sức mạnh của phản diện cũng được giải thích rõ ràng, nhân vật nào có khả năng gì được làm rõ luôn, không có kiểu tô vẽ nhân vật như này như nọ sau một nấc thảm hại về sau. Còn để nhận xét về phim thì trước tiên phải khen đội ngũ biên kịch, bởi vì họ đã đảm bảo sự liền mạch giữa các hành động, mọi thứ chuyển đổi từ A sang B rất là hợp lý, mọi nhân vật đều có động cơ để làm việc mà họ đang và sắp làm. Và xét riêng từng người thì những cái lý do và động cơ đó đều hợp lý, đó là tiền đề rất là tốt để mà người xem có thể hiểu và có thể đặt mình vào vị trí các nhân vật. Nhưng mà càng về sau thì động cơ các nhân vật lại càng kém thuyết phục, đặc biệt là về phía phản diện. Những chuyển biến tâm lý và những quyết định của phe phản diện, những vị thần hàng nghìn năm tuổi, nó thực sự là càng về cuối phim nó càng tệ dần đều, tệ theo kiểu thiếu logic và cách phát triển hơi trẻ con, thiếu chiều sâu. Tương tác giữa các chị em con gái thần Atlas như là cách họ nói chuyện này, hành động này, vai trò này, phối hợp trong chiến đấu này cũng không tạo cảm giác rằng là họ đã là chị em hàng nghìn năm. Nó giống như là kiểu một cuộc gặp nhau giữa những đại diện của các sắc tộc đang cố hòa hợp với nhau hơn ấy. Cái kiểu đấy mà dùng cho nhóm anh em của Shazam thì còn du di được đi, vì tầm tuổi teen thất thường và thời gian họ bên nhau còn chưa quá lâu. Nhưng mà áp dụng cho mấy nhân vật thần thánh vài nghìn năm tuổi lại còn là gia đình thì nó hơi đuổi. Trong khi các nhân vật trẻ lại có lý do và hành động hơi trưởng thành quá, thì các nhân vật lớn tuổi lại có suy nghĩ hơi ngắn, hấp tấp và cảm tính, tạo sự khó ở cho người xem. Mỹ sao không làm như thế đi, sao không làm kiểu khác, sao không suy tính macro em nào, kiểu thế. Nhìn chung phim đã chỉnh chu hơn nhiều trong khâu hình ảnh, đánh đấm đẹp mắt hơn, những mảng miếng hài hước thì gọi là đủ và hiệu quả, không dốc kiểu thâm nho mà là kiểu nhẹ nhàng đủ gây cười, có chỗ để mà lấy cảm tình với nhân vật, có chỗ thì để giải tỏa căng thẳng, nói chung là hợp lý. Và đặc biệt là yếu tố gia đình được nhấn mạnh rõ ràng, chứng tỏ nó là một phần trong kim chỉ nam cho bộ phim chứ không phải là gượng ép nhất vào cho có. Điểm cộng lớn nữa là phim này có nhiều người tốt, Mary thực sự là người tốt. Người tốt lắm. Tóm lại là bộ phim đáp ứng được người xem về mặt giải trí và còn có thể hay hơn rất nhiều nếu mà họ có thể xử lý những cái sạn, deliver những khái niệm tốt hơn và loại bỏ được các tình tiết lan man. Tôi có hỏi cảm giác sau khi xem của anh em trong team The Reviewer thì mỗi người một ý kiến khác nhau, có khen có chê, nhưng mà phần chung là cho là trung bình khá. Nhưng có một điểm mọi người khá là đồng tình là về diễn xuất của Zachary Levi. Phiên bản to lớn của Billy Batson đã có một màn trình diễn mượt như là Sun Silk, hài có, nghiêm túc có, tào lao có, cảm động cũng có luôn. Một sự gánh kèo về diễn xuất khá là lớn khi mà dàn diễn viên nhí thì hơi ba chấm. Ngoại trừ vai phụ là Jack Dylan Grazer trong vai Freddy thì phần còn lại của gia đình Shazam dạng trẻ con có diễn xuất khá là đuối. Tôi ghét phải nói điều này nhưng mà Mary cũng chỉ siêu sinh thôi chứ còn diễn thì bình thường. Một điểm nữa mà tôi không chắc là điểm trừ hay không là thời lượng nhân vật chính của Billy đã phải chuyển cho Freddy. Freddy hoàn toàn không dở nhá, nhưng mà phim chia cho cậu quá nhiều đất diễn và highlight của cậu có khi còn ấn tượng hơn cả của Billy. Thực sự nhân vật này quá là xịn luôn, trong khi phần của Billy thì cứ đủ đù nên là tự nhiên bị lép vế. Cậu béo thì cũng có một pha highlight để đời mà nếu mà ai xem phim sẽ biết ngay lập tức. Cậu châu Á thì đột nhiên phần này yếu hẳn, phần 1 còn hacker các thứ tìm nhà cho Billy, sang phần này mất hút luôn, không có đóng góp. Cậu Út thì tôi đoán là chỉ có thể khen về việc dũng cảm đi đóng phim thôi, không muốn xấu tính. Nhưng mà một điểm sáng nữa của phim chắc chắn là những cảnh hành động.
Dĩ nhiên là khi đổ thêm tiền vào thì phim phải chỉnh chu hơn trong khâu kỹ xảo. Trừ khi bạn đổ vào Love and Thunder. Nhưng mà Shazam 2 thì phần này đẹp thật, thật luôn ấy. Phần trước thì quy mô nhỏ vãi chưởng, không phô diễn được sức mạnh của Shazam. Đánh đấm thì ẻo uột, chậm chạp, lại còn làm ban đêm. Sang phần 2 này làm căng phết, nhưng mà vẫn làm ban đêm. Có một chút cảm giác của Man of Steel, đánh nhanh gọn lẹ, không slow motion, phô được cái gì là phô hết luôn. Sức mạnh của phản diện cũng đẹp vãi, đặc biệt là cô em út, muốn một phát thôi là phổ độ cho Doctor Strange biết phải làm gì với không gian luôn. Mang lại cảm giác quyền năng thực sự, và cũng hơi tò mò một tí về kiểu chuyển không gian thì mọi người trong thành phố sẽ như nào. Còn lúc quái vật CGI thì úi rồi ôi, ổn vãi. Cách quản lý cảm xúc của người xem cũng khá là tốt. Ý tôi là cách chèn những mảng miếng hài các thứ đúng chỗ ấy. Kiểu bạn chắc chắn phải va phải cái gì đó khi đang đột nhập này, hay là khi cả đám nghiêm túc thì bạn sẽ nói một câu gì đấy thiểu năng. Cách chèn đó khá là phổ thông, nhưng mà nếu chèn sai chỗ hoặc thời lượng không hợp lý thì sẽ làm hỏng mút xem phim thật sự. Và may mắn là Shazam không bị lỗi đó. Cách chèn yếu tố hài hước vào khá là tự nhiên, và lại còn cả khịa các thứ, nên là mấy bạn hơi xéo sắc ấy cũng sẽ khoái. Khịa hết phim này phim kia, khịa cả nhà mờ, khá là khéo. Ngoài ra thì như đã nói, bộ nhận diện của Shazam bao gồm cả tình cảm gia đình. Nếu ở phần 1 nó là quá trình để mà Billy chấp nhận gia đình mới, thì ở phần 2 nó là quá trình siết chặt thêm tình cảm của mọi người. Tình cảm anh chị em này, tình cảm cha mẹ này, rồi tình cảm yêu đương các thứ này, và một vài bài học xung quanh nữa. Cái chê nhất mà cũng là cái khó chịu nhất của tôi chính là nội dung của phim. Phim này có thông điệp muốn truyền tải và tôi hiểu được nó, nhưng mà là hiểu trong một cái cảm giác rất là bực bội ấy. Nửa đầu phim thì nó hơi lê thê một chút. Quá trình để chuyển biến từ mục tiêu đến hành động hơi tốn thì giờ, chủ yếu là vì phải để phản diện nói chuyện với nhau để mà giải thích cho khán giả. Lại còn phải chèn thêm mấy cái buồn cười về việc lũ trẻ con tập làm siêu anh hùng. Chờ mãi mới đến lúc hai bên bắt đầu va chạm vào nhau thì lại là một chuỗi những hành động hơi thiếu nhi, mà đến cả một thằng cháu 5 tuổi của tôi đang ngồi xem Coco Melon cũng chưa chắc là làm như thế. Và đặc biệt là cái gì các ông biết không? Chính là phần climax. Nó đã khá là ưng ý, được setup ổn thỏa rồi, phần giải quyết cũng rất đâu vào đấy. Nhưng không, biên kịch nhớ ra là phim này hướng đến đối tượng thiếu nhi nên là mèo lại hoàn mèo. Shazam vẫn là Shazam, nó cũng chỉ là mồm rộng hét to, xây dựng tình tiết các thứ rất là ổn rồi, xong lại đến cái quả quyết định trời ơi đất hỡi luôn. Nó vừa cột hứng, nó vừa kiểu vớ vẩn ý, như kiểu coi thường khán giả lớn ấy nhá, còn khán giả nhí thì chắc là thích. Thời lượng của Billy phần này chia quá nửa cho Freddy và còn chia thêm các anh em khác nữa, nhưng mà không đến nỗi nhiều, và diễn xuất thì không đủ để tỏa sáng, nên tất cả trôi tuột xuống sông hết. Ngoài Freddy gần như là một nam chính thứ hai, và Mary là người tốt. Cậu béo và cậu châu Á thì thà không làm gì cho đỡ bẽ mặt, còn bé út thì tại sao trẻ con lại phải ôi không, mình thật là trẻ con, mình muốn kẹo bông gòn. Nó rất là có vấn đề luôn ý. Nó kiểu bị ngây thơ đến độ lố lăng và phi lý. Âm thanh của phim cũng chẳng có gì đặc sắc, và chắc chắn là không ấn tượng bằng cái bài Don't Stop Me Now ở phần 1. Phần 2 này âm thanh chả để lại ấn tượng gì. Mấy bài hát hay trên trailer thì mất hút, và phim chả có bài nào nhạc nền cũng nổi lên được có mấy giây. Combat thì rõ đẹp nhưng mà âm thanh chưa thể nâng tầm cảm xúc lên, khá là đáng tiếc. Và cay nhất vẫn là hai cái after credit. Cái đầu tiên thì tuyệt vời, nhưng mà ok, nó chỉ thế thôi. Còn cái thứ hai thì kiểu tại sao tôi lại phải ngồi chờ 5 phút để xem cái của nợ này. Nó thật sự là nhá hàng đấy, nhưng mà kiểu chết trêu ấy. Chẳng biết nó có thật không hay là kiểu làm cho có. Mấy ông DC này hay làm after credit kiểu cho có lắm, như Black Adam chẳng hạn. Sau siêu nhân vào cameo phát xong đuổi mẹ diễn viên. Mà nhân tiện nhắc đến Black Adam thì Shazam chắc là không ăn được rồi. Nhưng mà trên phương diện solo hai phim với nhau, tôi nghĩ là Shazam vẫn hơn một tí. Kẻ tám lạng người 750g, túm cái vái lại, phim xem cũng được. Tùy theo là tiêu chí các bạn đặt cho phim thế nào để mà quyết định nó có hay hay không. Cá nhân tôi thì cảm thấy phim còn quá nhiều vấn đề, giá trị xem lại thì không nhiều. Bị FOMO hoặc là đi với gia đình, bạn bè, em nhỏ thì ok. Bên trong cái tệp đi cùng ấy không có ai khó tính. Tôi đánh giá phim là bị kiến cắn. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.